Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là chị Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay thì em xin giới thiệu với tất cả quý anh chị một mẫu xe vừa cập bến bên em. Đây là chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe thì mới chỉ chạy 6.800 km thì em xin nhắc lại là sau 2 năm sử dụng, chiếc xe mới chỉ chạy 6.800 km thì đã cực kỳ mới luôn anh chị nhá. Đó, xe thì khoác lên mình màu ngoại thất là màu đen, nội thất kem. Xe này thì mang tên công ty ạ, biển số cũng tỉnh, bên em đã thực hiện cho rút hồ sơ rồi. Đó, Toyota Camry là một mẫu xe hạng D có thể nói là bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, bởi vì kiểu dáng của nó lên đến cái form mới nhập thái này thì nó lột xác hoàn toàn, cực kỳ đẹp luôn anh chị nhá, cực kỳ đẹp luôn. Bản 2.5Q là cái bản cao cấp nhất của Toyota Camry. Đó, 6.800 km thì không có gì phải bàn luôn đúng không ạ, không có gì phải bàn luôn. Một chiếc xe dành cho những chủ tịch. Đó, gia chủ thì đã dán phim cách nhiệt toàn bộ xe rồi. Xe thì được trang bị đèn full LED trước sau này, full cảm biến quanh xe này. Đó, full cảm biến quanh xe này, rất đẹp luôn anh chị nhá. Mặt ca lăng thì dạng đặc trưng mới của Toyota Camry rồi. Ở dưới thì rất nhiều những cái thanh nhựa nan ngang, tạo cảm giác xe bề ngang nó rất là bề thế. Đây, 6.000, em sẽ sang góc bên này để anh chị có thể thấy lốp được chiếc xe mới như thế nào anh chị nhá. Đó, 6.800 km, lốp vẫn đang còn dâu, cực kỳ mới luôn anh chị nhá, cực kỳ là mới luôn. Cùng xem qua nội thất của chiếc xe một chút. Nội thất kem của chiếc xe siêu đẹp luôn anh chị nhá, siêu đẹp luôn anh chị ạ. Đó, nội thất kem này, cửa sổ trời này, xe được trang bị cửa sổ trời. Bản 2.5Q mới được trang bị cửa sổ trời anh chị nhá, bản 2.5Q mới được trang bị cửa sổ trời. Ghế gần như chưa có một vết nhăn hay một vết sần nào cả, quá mới luôn anh chị ạ. Táp ly cánh cửa bọc ra hoàn toàn, bốn lên xuống kính thì đều auto. Đèn ambient light. Đó, bản 2.5Q thì xe sẽ được trang bị vô lăng 3 chấu này và được trang bị siêu nhiều nút bấm luôn anh chị nhá. Lệ chuyển số trên vô lăng này, cruise control này, nghe gọi điện thoại này, tăng giảm âm lượng này. Đó, màn hình của chiếc xe thì được thiết kế rất đẹp luôn anh chị ạ, rất đẹp luôn. Xe thì được trang bị lên tới 12 loa JBL anh chị nhá, hỗ trợ âm thanh trầm cực kỳ tốt. Đó, ở đây thì xe được trang bị thêm cả hắt kính lái này. Tiếp đến này, gương chống chói auto này, xịn sò không ạ? Không thể nghĩ một chiếc xe rất bảo thủ như Toyota lại trang bị tới nhiều option như thế này. Hàng ghế sau của chiếc xe thì vô cùng rộng rãi, vô cùng rộng rãi. Hàng ghế sau là một cái rất đặc trưng của Toyota Camry. Đó, cái ghế này thì có thể tiến lùi ở bên hông anh chị nhá. Đây, khi mở cái này ra, đó, xe sẽ hiện không còn những nút bấm như ngày xưa, bây giờ xe sẽ hiện lên hoàn toàn bằng cảm ứng hết anh chị nhá, và rất nhiều nút bấm. Cái này thì khi em khởi động máy lên thì xe bật lên hết được. Ngả ghế này, chỉnh ghế này, rồi là chỉnh gió điều hòa này, tiếp đến là rem điện này, chỉnh âm lượng này, rất xịn sò luôn đúng không ạ, rất xịn sò luôn. Cái này là một cái rất là hay ở trong phân khúc D là chưa một xe nào làm được. Đó, xe được trang bị rèm điện ở phía sau, cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Nói chung là chiếc xe này thì không cần phải nghĩ anh chị ạ, anh chị cứ đem vào hãng check thoải mái thôi, check ở đâu cũng được, check ở đâu cũng được ạ. Dạ, bên em thì bán ra có cam kết bằng văn bản, cam kết bằng video, nên là mua bán quý anh chị cứ quay phim thoải mái, không vấn đề gì cả. Rồi, chắc là đến cái điều mà anh chị quan tâm nhất, đó là giá của chiếc xe này. Hiện tại chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q sản xuất và đăng ký năm 2020, một chủ từ đầu, tên công ty, biển số gốc tỉnh, chạy 6.800 km, đang được Auto 88 chào bán với giá cực kỳ rẻ trên thị trường là 1.199.000.000 đồng. Và giá trên khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng giảm giá cho quý anh chị. Quý anh chị yên tâm anh chị nhé. Chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Anh chị có nhu cầu mua xe hãy liên hệ qua số điện thoại hotline ở ngay trên màn hình 0961408888, hoặc là qua Facebook chính chủ của em là chị Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui.